chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì bữa nay Phước có chương trình Phước đi ra Vũng Tàu thăm gia đình của ông anh bà con. Thì bây giờ Phước đang đến cái trạm dừng chân ở đây của Phương Trang này các bạn. Thì Phước ăn phở nè. Trạm dừng chân này cũng lớn lắm á. Đó, trời lớn luôn. Thì ghé đây không biết ăn gì, ăn đại tô phở nè, ăn cho nó đỡ đói vậy thôi. Mời các bạn ăn phở với Phước nè các bạn ơi. Ăn xong lên xe nằm ngủ giấc, bắt đầu tới Sài Gòn. Tới Sài Gòn ông tới rồi xe trung chuyển nó đưa tới nhà ông anh với bà chị bà con của mình. Rồi ổng chở mình ra Vũng Tàu luôn nha các bạn. Ok, tới đâu rồi Phước quay cho các bạn xem tới đó nha. Ok, let's go. Các bạn thì bây giờ Phước mà đến Sài Gòn rồi các bạn ơi, có vợ chồng anh Hùng với chị Thí ghé đón Phước nè, rồi đi ra Vũng Tàu luôn á các bạn. Anh Hùng ảnh có nhà ở ngoài Vũng Tàu nữa, rồi ảnh chở ra ngoài chơi luôn. Dạ, hello anh Hùng. Chào mọi người. Rồi giờ chị Thí đang vào bên trong mua cà phê nè các bạn ơi. Phước mới lên tới Sài Gòn nghe nói là có cà phê muối. Đây là cái cửa tiệm cà phê muối nè của chú Long nè các bạn. Đó, 15.000 một ly thôi. Rẻ mà cái này mới luôn đó, thương hiệu mới, để thử coi nó thế nào ha các bạn. Đó, chị Thí vô bên trong mua cà phê rồi, anh em ngồi trên xe. Hùng đại gia. Tướng phì lũ quá. Béo mà. Béo. Cái này bơi dữ lắm rồi đó hả? Như ngày nào cái bụng còn bự kìa, cái bụng còn bự đó. Mà lúc này là bơi biển rồi. Bơi biển hả? Vậy là để coi ngày mai ra ngoài tắm biển đi chứ. Ngày mai ra Vũng Tàu đi tắm biển ngay. Rồi ok, cà phê muối nè các bạn. Cà phê muối thì thử coi nó làm sao hay các bạn. Thì Phước mới nghe nói là cà phê muối thôi đó, cái thấy độc lạ lắm á. Ủa nãy thấy nó nói 18 thân quân nhiếp á anh. Hay sao? Đây nè các bạn ơi, đã thiệt cả nha, đậm đà luôn á. Đậm đà mà có cái mùi hơi mặn mặn phải không? Đúng rồi. Đó, có mùi hơi mặn mặn. Cà phê muối. Phê thiệt á. Phê không? Phê cái này. Trời ơi. Độc lạ thì các nhức nách luôn á. Có đậu phộng nữa nè Phước ơi. Dạ. Yeah. Đậu phộng nó nằm trong đây ha, để riêng vậy. Đậu phộng. Dạ. Dạ. Cảm ơn vậy. Để bên hông đi muốn ăn thì bóc lửa. Tới khách sạn ở Vũng Tàu rồi các bạn ơi. Khách sạn này Phước book ở trên Agoda các bạn. Ở đây nè các bạn, khách sạn này cũng êm nè, cũng rẻ nè các bạn. Ngon lành cành đào luôn. Có tivi, có tủ rồi ha. Có toilet nè, nhỏ nhắn xinh cũng ok. Toilet cũng rộng lắm á, rộng rãi lắm á. Rồi có về đây cái tủ lạnh nè, kim điện vô rồi. Ok, được. Anh chị và các bạn nha. Các bạn ơi, biết Phước đang ở đâu không? Đó, cái thôi này đó. Bạn nhìn coi ở đâu? Hiện tại Phước đang có mặt ở biển Vũng Tàu này các bạn.
trên đường Thống Nhất nha các bạn, đường Thống Nhất. Đường Thống Nhất mới có mấy hàng cây, ba hàng cây bên đường nè. Ba hàng cây luôn á. Cơm sườn chả nè, cơm bì sườn chả hộp vịt đồ này kia ha. Nhưng mà cái đặc biệt là cái quán này có cái máy rửa chén này, các bạn thấy không đó, đâu có tôi về bên nước ngoài đâu, giữ dành cho Dũng, thành phố Vũng Tàu giữ quá cái máy rửa chén này mà đó. Đây nè các bạn, cái quán này cũng đông khách lắm đó các bạn, rất là đông khách luôn à. Thì đồ ăn thì cũng là cơm bì, thì Phước ăn bữa nay là Phước ăn cơm bì sườn trứng, cơm bì sườn trứng. Thêm một chút nữa để Phước quay cái địa chỉ cho các bạn có ra Vũng Tàu chơi thì ghé đây ăn cũng ngon lắm các bạn. Những cái địa điểm nào mà ngon bổ rẻ thì Phước quay cho các bạn xem đây. Đó, cái quán này là đặc biệt, ăn đồ ăn cũng rất là ngon, nước mắm đồ họ làm rất là ngon các bạn ơi. Đặc biệt là có máy rửa chén nè, mình dân nhà hàng mà nhìn cái máy rửa chén là thấy khoái liền. Đó, vậy ha các bạn, máy rửa chén đang hoạt động rồi các bạn ơi, đang hoạt động đó, bấm nút ra nút rửa ngon lành chưa. Đó, đồng độ rửa chén sạch dĩa ra lẹ không các bạn, một tay hốt một cái một đống dĩa luôn, ngon rồi, đĩa muỗng rồi bỏ trong đó luôn. Thì ở Việt Nam bây giờ chơi cái máy rửa chén này Phước thấy rất là hay, tiện lợi rất là nhanh, gấp 10 người làm á, cái máy này gấp 10 người làm luôn á. Mà tại sao không mua cho đầu tư chứ, đó, làm quán ăn phải mua cái máy này nè, phải nên đầu tư cái máy này. Gỗ ra để đựng muỗng đĩa rồi nè, muỗng đĩa đó, họ lấy họ bỏ vô cái gỗ giống như vậy nè các bạn, đó cách vô đây luôn, hay quá ha. Cái chuyện này hết rồi, ngày mình lắp lấy vô một lần thôi đó. Ok quá rồi, có quán Việt Nam có quán gì là ngon lành quá rồi. Rồi các bạn ơi, đây là cái quán cơm 67 ở đây nè các bạn, quán cơm tấm gia đình 67 nha các bạn. Quán này ăn cũng rất là ngon, ở trên đường Lê Lai nha các bạn, Lê Lai phường 3 thành phố Vũng Tàu. Ok các bạn có đi Vũng Tàu nhớ ghé quán này ăn cũng ngon lắm các bạn ơi, bình dân ngon bổ rẻ ha. Ra đây thì lúc bận từ Sài Gòn ra thì có ông anh bà con ổng chở ra các bạn, không chở từ Sài Gòn ra đây. Rồi hôm nay có người bạn của Phước ở ngoài Vũng Tàu có thổ địa ở đây chở mình đi chơi nè các bạn, thì mới đi ăn cơm trưa rồi chứ không phải cơm sáng nữa. Thì bây giờ mình đi uống cà phê nha các bạn, để đi tới đâu thì Phước quay cho các bạn xem tới đó nha, cái cảnh ở Vũng Tàu như thế nào nha các bạn. Đó, thì giờ là mình đang đi trên đường là ủa đường gì, đường Đồ Chiểu ngộ vậy, đường Đồ Chiểu. Trương Nhị à, vậy là có đường Trương Chắc, Trương Nhị rồi luôn á. Ở đây là đường Trương Nhị, Trương Chắc bên kia, Trương Nhị bên đây à. Đây là Vũng Tàu 2023 nè. Ôi, thành phố Vũng Tàu cũng lớn lắm các bạn ơi. Thì Phước trở lại Vũng Tàu này cách đây là cũng khá lâu, hồi năm 1997 một lần. Bây giờ là mới trở lại đó, lâu quá trời lâu luôn các bạn ơi, lâu quá mới trở lại đây ha. Bây giờ mình đang đi xuống cái đường cặp mé biển này các bạn để cà phê rồi ha. Việt Nam mình du lịch thì vòng vòng những cái thành phố biển thì là số 1 rồi các bạn ơi, quá đẹp luôn.
mà ngon bổ rẻ nó chứ đâu cần phải đi ra nước ngoài đâu. Ở đây có xe đạp chạy. Hello hello. Giờ lên uống cà phê tối chiều mình đi xuống biển mình tắm biển đó vậy đó. À, đây nè các bạn ơi, thì Phước đang đứng ở trên đây là cái bãi đầu xe của quán cà phê này các bạn. Thì thấy Phước thấy có cái chùa dưới này. Ở ngoài kia có quán cà phê gì có cái sân đẹp đó các bạn ơi. À, thôi bye bye các bạn, đẹp không? À, cái hồ nước ở đây quá đẹp luôn.
Ở đây là Phước ngồi ở trên đỉnh cao nhất của cà phê Lightroom nè các bạn. Ở bên kia là núi lớn, còn bên đây là núi nhỏ nha các bạn. Đó, bên kia là núi lớn của Vũng Tàu ha. Đó. Cảnh ở đây là quá đẹp luôn các bạn ơi. Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Phước có mặt ở tại Vũng Tàu các bạn ơi. Thì Phước đang ngồi trên cà phê Lightroom. Cà phê Lightroom để Phước uống cà phê ở ngoài này nè các bạn. Thì bây giờ họ có nhiều cái chiêu thức mới lắm các bạn ơi. Giống như là cà phê trên núi, cà phê dưới đồng bằng là bình thường rồi các bạn. Bây giờ họ đưa lên núi để mà kinh doanh về cà phê. Thì ở dưới là biển, ở trên là núi nè các bạn. Thấy không? Đó, cảnh đẹp, rất là đẹp luôn. Thì cũng hay các bạn ơi, cái mô hình này rất là hay. Đó, ở dưới đây là Phước đang đứng ở chỗ này là cà phê Lightroom. Thì ở trên cái núi này là gọi là núi nhỏ. Còn phía bên kia là núi lớn. Đó, bên đó là núi lớn bên đó đó các bạn. Núi lớn là bên đó đó. Nè các bạn thấy không? Đó. Thấy bên đó là núi lớn. Trời ơi, cái cảnh biển Vũng Tàu này quá đẹp đấy các bạn ơi, lý tưởng lắm. Thì phía trước mặt cà phê Lightroom này nó có một cái chùa. Chào cô chú và các bạn nha. Thì các bạn ơi, thì bây giờ Phước đi uống cà phê xong rồi, bây giờ mình đi về cái mấy chỗ mua quần áo để chiều nay mình đi tắm biển các bạn. Bây giờ mình đi bơi nè các bạn ơi, đi bơi. Bây giờ chạy đi ra biển bơi ha. Núi lớn này các bạn ơi, núi lớn. Còn phía sau lưng là núi nhỏ. À, cái núi lớn này có cái nhà hàng này đây. Gành hào Seafood Restaurant. Được không em?
quay mà chị quay bán nước mía rồi. Nước mía là cái máy nước mía truyền thống ngày xưa nè. Rồi. Hello, hello. Cái này anh chị mà bán này là lâu lâu năm chưa? Hả? Trời ơi dữ gì đó. 30 mấy năm luôn, cái này là như là lão làng luôn rồi đó. Rồi cái máy này, cái máy ép này cũng 30 mấy năm luôn hả? À, đổi máy mới. À, mới hoài vậy hả? Ờ, thấy cái nước mía nó nhảy dưới đó là ngon luôn à. Chị chơi được mấy bữa anh? Dạ. Chị chơi được mấy bữa? À, chơi chắc căng tầng lễ quá. Đủ rồi, cho năm nào gì đây, Tết bữa chứ, tầm năm, năm chứ. Dạ. Ăn Tết ở đây luôn nha. Hai vợ chồng rồi trả tiền hoài luôn. Rồi bắt đầu mình tiếp tục bây giờ hành trình đi ra uống miếng nước mía này, uống miếng nước mía này. Uống miếng nước mía này các bạn ơi. Heo đi. Ngon quá, ngon quá. Cái này á là nước nó phải mới ra nha. Dạ. Cái này phải nới dây nha. Bơi mà, còn gì đâu phao. Không, phải phao đi ra ngoài đó nguy hiểm, phải chỗ mà sâu á, ngoài sâu là mình phải mang mặt mang phao. Biển á mình nghĩ y là không được đâu. Không được. Ai cũng có. Phải có phao mới được, mình lội nhiều khi đuối á, mình đuối sức á. Ờ đây là cái bãi nha. Bãi sao mà các bạn còn hố ra thấy không? Đẹp không? Bây giờ nó đang cháy mặt trời quá, mình nhìn không có rõ đâu. Chút nữa mặt trời nó xuống, giờ nó hơi chán quá, mình thấy hai người nó đang thui. Cái này đem xuống nước được không? Được, được, lặn dưới nước được luôn á, đem theo. Hả? Đem theo. Mà bây giờ anh em lội ra biển nha các bạn, lội ra ngoài đó. Anh em chuẩn bị chinh phục bầu trời Vũng Tàu. Bầu trời Vũng Tàu đây rồi đó. Đó nhìn cái đó. Đó một đống nó nặng rồi mà nó đó. Đó đó đó. À, cột trời kìa. Vũng Tàu nha các bạn, các bạn hãy theo chân Phước với anh Hùng nha, để đội ra ngoài coi sao đội tới không, thầy ra đó khoảng 300 mét à. Ok rồi bây giờ đi ra ngoài, phải mang cái áo cái phao này các bạn, đợi núi dọc đường á. Lúc nào chị không muốn quay cái chị bấm cái đó, chị hiểu, chị hiểu. Quay trời ơi, có cái bao hỗ trợ nha. Rồi, rồi em ăn chút nữa vài vô đi rồi đi xuống đó bơi ha. Thank you.
bơi sải nhanh lắm, bơi sải nhanh. Chân dài mới dữ. À, chân dài. Bị bao vây. Tất cả đã bị bao vây rồi, tiêu luôn. Tèo, xong một cuộc tình. Cái này vô tình mà có cái cảnh hay quá à. Cái này là dẹp lòng lề đường cho nó sạch bờ biển đồ này kia á. Rồi đưa lên xe luôn. Xe ai vậy? Rồi 1 phút 30 giây chống luôn. Lần đó đó hả? Cái đó ở dưới biển. Coi 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 chừng rình rình đi nữa đó. Rồi xuống đó nữa rồi. Đi mình ở đây mình quay quán bánh hốt bán hàng rong. Đó đang hốt bán hàng rong nha. Quay gì trời. Đó tất cả đang bị bao vây. Rồi cầu nguyện người dân. Mà cũng vui, cái này người ta đi dẹp lòng lề đường mà cho sạch sẽ mà. Đó giờ sạch sẽ luôn rồi nãy không ha. Hồi nãy ngồi cho một đống ở đây, giờ thấy chưa, sạch sẽ luôn chưa. Thank you.
chút về ở trong này có nhiều cái vui lắm á. Ờ, trong này chú có cái vui lắm á, quay hết cái mặt trời xuống luôn, xong rồi quay công an hốt luôn đồ của tao. Hốt đồ lên lên xe, hốt mà mấy cái áo phao này nè, đó anh thấy giờ nó trống không? Trống không? Sạch sẽ không? Hốt hết lên lên xe luôn. À, người ta cho thuê hả? Đúng. Hốt hết luôn, tự nhiên quay công an hốt xe ngoài mà. Ừ. Hốt luôn trong này chứ. Có quay luôn. Quay nè. Nè Phước nè, đó, tất cả đã bị bao vây. Còn dây luôn rồi. Rồi hả? Ở ngoài nước sao gắn được? À, đi tắm. Rồi đi tắm. Đi lại. Coi cái món nào là ngon ha. Đó, giá cả cũng phải chăng nè các bạn ơi. Gì có 8.000 nữa. Hộp vịt lộn nữa. Hộp vịt lộn răng me có 8.000 thôi. Rẻ rẻ. Nhiều đồ ăn giá cả trong này luôn các bạn, rẻ ghê ha. Không tay xào tỏi. Lại là bản cấp này. Dạ. Rồi coi như là cái anh ở trong mà chủ này là ở chung với trong cư với anh luôn. Cái quán này là cái quán Nguyễn Chính hả? Tâm Nguyễn hả? Ờ, Tâm Nguyễn thì là anh nó tên Tâm luôn. Ủa chị có ăn rau muống xào không? Có ăn rau muống gì không? Rau muống xào không? Rau muống xào tỏi đi. Tỏi ha.
dạ. Nguyễn là chị là ăn. Đây hàng tới hấp dẫn chưa? Đó, mỗi người một cái nồi luôn các bạn ơi. Trời ơi, rồi nó đã thì thôi. Mệt á, nhìn là lĩnh mệt á. Mỗi người một nồi á. Đó. Cái chén nhỏ nhỏ này là hộp vịt lộn ở trong đó, hộp vịt lộn gan me đó các bạn. Đó, đã không? Hết sảy không? Rồi, cất hàng này vô. Đó. Rồi rồi. Nó đầu nhìn nó mệt rồi đó. Dạ. Rồi các bạn ơi, bây giờ mời các bạn ăn cháo với gia đình của Phước nha các bạn. Cháo Hào Tâm Nguyễn. Cháo Hào Tâm Nguyễn. Ok. Tới nó ốc móng tay đó, còn món nữa. Ăn chưa móng tay hả? Ăn móng tay nhưng mà ăn đi cho nó ngon, khô ngon thì ăn. Hấp dẫn giờ đó. Ốc móng tay giờ thấy hấp dẫn quá các bạn ơi. Đó. Hào nữa nè, đó. Cháo hào và còn thêm hào ở ngoài nữa, đó, hấp dẫn chưa các bạn? Đó, gà tới luôn ha, tới tấp luôn. Sao bây giờ em cãi này giùm anh cái dạch nó ra cái anh quầy nữa. Ủa có chưa cho đồ trắng gì à? Đó hào này cũng ở trong nó nhỏ, nhỏ nó không lớn lắm. Đó. Rau muống xào nè. Đó. Để ăn cái này trước đi. Ông biển nó không ăn cháo hả? Có biển ăn với chị chứ. Rồi, dạ. Thật ra là không đổi luôn. Chén này ngon luôn. Quá trời luôn. Rồi mời các bạn dùng bữa với Phước nha các bạn ơi. Okay, hấp dẫn quá. Ở trong này nó hào, nó rất là nhiều ở trong cái nồi cháo này các bạn. Nồi cháo hào rất là nhiều. Nhiều lắm á, rồi bởi vì gọi là cháo hào là đúng mà. Quá nhiều hào chậm luôn. Móc lên ở dưới nhiều hào lắm á. Cái nồi này á, tính ra chắc khoảng mười mấy 20 con hào ở trong á. Trời ơi. Nè, hào này nè các bạn. Tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nó ăn nó ngon, cái hào này ngon, không có nó không bị dai nha. Mềm mập mà ngon lắm. Nó gọi là hào sữa. Hào sữa anh. À. Đó rồi ốc móng tay cũng ngon, nói chung làm những cái món ở đây là làm đều ngon hết trơn á. Rau muống xào tỏi cũng ngon nữa. Đơn giản mà ngon lắm. Giá bình dân. Giá lại bình dân nữa các bạn. Ừ. Rồi để ăn xong hết trơn đi rồi Phước mới cho biết địa chỉ ở đây nha. Các bạn có về đây thì ghé ủng hộ nha. Cái nồi này thấy cháo như vậy chứ nồi nhỏ nhỏ chứ nhiều cháo lắm á, đổ ra chắc là cái tô bự luôn á. Đây nè các bạn ơi, sắp còn dư nữa nè. Trời, cái dĩa ốc mà ốc móng tay còn dư nữa nè. Đâu phải cái mặt của bà đặt cho nên giờ mới biết. Để kiểm tra view này các bạn ơi, 4 người 400 ha, mà 5 người à. 4 chưa có 4 cái. Ê, hộp dịch chứ 5 cái 5 cái hộp dịch rồi. Rồi, thôi, tính 4 thôi coi như mấy đó nhỏ nhỏ tính 4 thôi mà còn dư nữa nè các bạn, nguyên cái dĩa luôn nè, thấy không? Nguyên cái dĩa mà móng tay rồi à, cháo còn dư nữa nè. Hào không kém. Hào ở trong nhiều quá kìa, ủng quá vậy. Ủng. Hào ấy thôi. Này các bạn thấy không? Đó. Là tổng cộng hết có 400 ngàn thôi, quá rẻ luôn. Ăn hải sản không như vậy thôi chịu gì nổi trời. Đó. Dạ, cảm ơn chị. Thổi lại nữa kìa. Ừ, còn thổi lại nữa, đưa 500 mình thổi lại nữa nè.
Vậy thôi chứ đòi nữa. Rồi các bạn mà có đi ra ngoài Vũng Tàu này chơi á thì ra đây ở đây số 3 hả chị? Số 3 Hoàng Diệu. Số 3 Hoàng Diệu, cái quán này là quán Hào Tâm Nguyễn, Hào Né Tâm Nguyễn. Số 3 Hoàng Diệu. Nha các bạn, số 3 Hoàng Diệu á, bấm Google Map lên là chỉ tới đây à các bạn ơi. Đó, thấy ông ăn no nê luôn nè. Giờ no quá, sáng no rồi mà còn dư đồ ăn ổn quá, ăn không nổi. Chiều thôi chứ sao giờ. Anh Hùng anh đi hết nổi luôn, anh ngồi anh bành ra luôn. Mấy giờ rồi? Để cho nó no, nó tiêu mấy rồi. Gần 9 giờ. 9 giờ hả? Vậy thì đi vòng cái mình về ra cái đầu hẻm mình ăn với một chén tàu hủ. Dạ. Tàu hũ nóng phải không? Dạ. Mấy ông Tây là cô bả luôn ở ngay đầu hẻm. Chỉ cần hào lộn này thôi. Đúng rồi. Dạ. Đầu hẻm vô khách sạn đó. Bây giờ mấy cái hào này chắc nó nuôi nè, cho nên anh thấy giờ hào bán nó nhỏ đâu không lớn. Dạ, hào bán rẻ quá ha. Tàu hũ nóng cô 15 ngàn. Hào nuôi cho nên cái con nào nó ra con nấy, nó không có dính vô trong cái cục đá đó. Ngon lắm đó các bạn ơi. Rồi vậy đi ra để bây giờ anh ơi, ngay cái chỗ mà cái sông anh với em đi qua hôm qua đó. À. Chỗ mà Long Sơn á. Mình đi lên cái cầu á, mình nhìn thấy ở dưới là bè đó. Hướng qua Sài Gòn mình ra, mình đi Long Sơn ra. Nên kêu là Hào Long Sơn. Thì cái ngọc trai mà nó còn nuôi được mà hào này nhầm nhò vậy. Bây giờ cái gì cũng nuôi hết trơn á. Nhưng mà ngon là cái tôn nuôi tôn lại rồi chứ không có nuôi vỏ xe nữa. Dạ. Nuôi bằng vỏ xe nó đen. Bây giờ nuôi bằng tôn xi măng hồi xưa đó. Dạ. Cắm túi sình đó. Ok, Phước xin kết thúc video tại đây nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe. Nhớ ủng hộ Phước bấm vào ngón tay like và chia sẻ video. Nếu bạn nào chưa có đăng ký thì bấm vào nút màu đỏ và bật chuông thông báo nữa nha các bạn. Để cập nhật video tiếp theo của Phước. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn tiếp theo.